Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Hàn Quốc với Lebanon sẽ gặp nhau vào lúc 13 giờ ngày 13 tháng 6 năm 2021. Trận cầu tâm điểm vòng 10 bảng H vòng loại World Cup 2022 là cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển đầu bảng Hàn Quốc với Lebanon. Chuyên gia nhận định rằng Hàn Quốc sẽ giành chiến thắng và củng cố sự vững chắc của mình ở ngôi đầu bảng. Hàn Quốc luôn là một trong những đội tuyển hàng đầu của châu Á. Đội bóng của xứ sở Kim Chi luôn là một trong các đại diện của châu Á góp mặt trong ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới. Ở giải đấu năm nay, Hàn Quốc đang thể hiện sức mạnh tuyệt đối với 4 bàn thắng, 1 trận hòa. Xin lỗi quý vị và các bạn, với 4 trận thắng, 1 trận hòa. Hiện tại Hàn Quốc đang dẫn đầu bảng với 13 điểm và họ đang là đối thủ ở phía sau 3 điểm. Trận tới, đội Hàn Quốc sẽ gặp đội Lebanon được nhận định là không quá khó khăn với đoàn quân của huấn luyện viên Paulo Bento. Đoàn thể đội bóng đang có tinh thần rất tốt cho lượt trận sắp tới. 3 điểm ngay trên thánh địa của mình là mục tiêu hàng đầu của đội bóng chủ nhà. Bên này chiến tuyến thì đội tuyển quốc gia Lebanon chưa bao giờ được đánh giá cao ở đấu trường quốc tế. Kể từ khi tham gia vào vòng loại World Cup thì đại diện của Trung Đông chưa từng một lần vượt qua được vòng loại khu vực. Ở bảng H, đội tuyển này mới chỉ có được 3 trận thắng, hòa 1 trận và thua 1 trận sau 5 trận đấu. Một phong độ khá ổn nhưng chưa thực sự thuyết phục của Lebanon bởi hai đối thủ trong bảng đấu còn lại khá là yếu. Vòng đấu tới đối đầu với đội tuyển Hàn Quốc được dự đoán là lành ít dữ nhiều với đoàn quân của huấn luyện viên Yamataha. Cơ hội chiến thắng của Lebanon hoàn toàn không có một tí nào. Về thành tích đối đầu thì Hàn Quốc vượt trội hoàn toàn so với Lebanon. Đội tuyển của xứ sở Kim Chi đã đánh bại đối thủ của mình 4 lần sau 7 lượt trận thất bại đội gặp nhau. Trong đó thì Lebanon chỉ có được duy nhất một lần hưởng trọn niềm vui. Qua đó thì chúng ta có thể thấy rằng sự vượt trội của Hàn Quốc so với đối thủ của mình phải không ạ? Cùng với màn trình diễn của hai đội ở vòng bảng thì vừa qua rất có thể tin vào một chiến thắng để cho các vị khách quan. Chuyên gia nhận định rằng người chơi hãy nên chọn cho mình Hàn Quốc để mà cổ vũ cũng như là có so kèo với nhau phải không ạ? Thống kê chỉ ra rằng Hàn Quốc đã giữ sạch lưới cả 5 trận ở vòng loại World Cup. Cùng khoảng thời gian đó, Lebanon chỉ để lọt lưới 6 bàn, tương đương với tỷ lệ trung bình là 1 bàn trên 1 trận. Dự đoán trận đấu tới không có nhiều bàn thắng được ghi là rất là sáng. Đội tuyển Hàn Quốc và những người làm chủ thế trận với lối đá tấn công mạnh mẽ cùng với đội hình chất lượng thì đội chủ nhà tỏ ra rất là lấn lướt hoàn toàn so với đối thủ. Tuy như vậy, hàng thủ của Lebanon cũng có phong độ rất cao và chỉ nhận duy nhất một bàn thua trong 45 phút đầu sau 5 lần ra sân ở đấu trường này. Chúng ta có thể dự đoán là đội tuyển Hàn Quốc sẽ có đội hình như sau. Về phía Hàn Quốc thì có Jae-hyun Go, Tim Cha-hoen, Lee Ki-jae, Park Ji-chu, Hun Do-ji, Nam Tae-hee, Sun Yun-ho, Ho Wang Hee-chi, Lee Dong-yong, Song Min-ku, Kim Shin-yuk. Về phía đội tuyển Lebanon thì đội hình có thể dự kiến là có các cầu thủ sau: Medicali, Juan Omari, Mohamed Tehan, Alexander Mikhen, Kesim Ye-chen, Felix Maiken, Hojison Major, Sonny Seth, Mohamed Hedi, Nadal Master và Mohamed Kudu. Thưa quý vị và các bạn, đây là một trận đấu được đánh giá là khá là hay. Mặc dù là Hàn Quốc được đánh giá cao hơn, tuy nhiên bóng đá luôn có điều bất ngờ. Chúng ta cũng không thể nào mà dự đoán trước được phải không ạ? Quý vị và các bạn hãy theo dõi trận đấu này và đừng bỏ lỡ quý vị nhé. Hãy dự đoán cho mình một kết quả cũng như là hãy để lại bình luận dự đoán tỷ số của trận đấu này. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những phần quà khi mà quý vị trở nên bình luận nhanh nhất và chính xác nhất quý vị nhé. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để theo dõi video này của chúng tôi. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe cũng như là luôn bình an trong cuộc sống. Và đừng quên ấn like, chia sẻ video này giúp chúng tôi. Đặc biệt là hãy ấn đăng ký, bấm chuông để ủng hộ cho kênh cũng như để cập nhật được những tin tức mới nhất từ kênh quý vị nhé. Vâng ạ, một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.